Phát biểu về việc NATO mở văn phòng liên lạc trước phiên họp Quốc hội, ông Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ không gia nhập NATO, dù là với vai trò thành viên chính thức hay thành viên không hoàn toàn. Tuyên bố của ông Kishida được đưa ra trong bối cảnh ông Tomita Koji, đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, cho biết NATO đang xem xét việc mở văn phòng đại diện đầu tiên ở châu Á tại Nhật Bản hồi đầu tháng 5. Văn phòng này sẽ đảm nhiệm việc cố vấn an ninh trong khu vực. Ông Tomita cho biết, việc mở văn phòng đại diện là một trong những điều mà Nhật Bản đang thảo luận để tăng cường sự hợp tác. Nhật Bản chưa nhận quyết định cuối cùng về vấn đề này, nhưng Nhật Bản vẫn tin đang trên con đường đi đến đó. Theo tạp chí Nikkei Asia, văn phòng đại diện này dự kiến sẽ mở trong năm 2024, góp phần thúc đẩy các trao đổi giữa Liên minh NATO và những đối tác an ninh như Hàn Quốc, Úc, New Zealand, nhằm đối phó với các thách thức địa chính trị từ Trung Quốc và Nga.